Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên, trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương và tổ chức hội phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần giúp hội viên giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giai Phạm đã xây dựng mô hình nuôi lợn tiết kiệm bảo trợ trẻ em là con của hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 4 trên 4 chi hội đã thu hút 100% hội viên tham gia tiết kiệm. Nhờ đó, bình quân mỗi năm tiết kiệm được trên 7 triệu đồng tặng quà đồ dùng học tập cho 5 cháu. Được chi hội phụ nữ thôn và xã giúp đỡ trợ cấp cho cháu thêm vào cái tiền sách vở học hành. Từ đầu năm đến nay, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình và phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo 17 trên 17 cơ sở hội tiếp tục xây dựng mô hình hũ gạo tình thương để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Các cấp hội đã bảo trợ được 22 cháu, huy động tiết kiệm mới tại chi tổ hội phụ nữ được trên 600 triệu đồng cho trên 300 lượt chị vay. Tiết kiệm làm theo bác và huy động của các nhà hảo tâm được gần 17 triệu đồng, tặng 48 hội viên phụ nữ trẻ em nghèo. Trong thời gian tới thì đối với tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Mỹ, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo làm tốt cái công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ thị số 05 tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện, nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thế và thông qua các cái mô hình hoạt động cụ thể, ví dụ như là cái mô hình xây dựng cái hũ gạo tình thương, thế rồi nuôi lợn nhựa, và trong thời gian tới thì tiếp tục nhân rộng các cái mô hình đó, thế và phát triển những cái mô hình mới để phù hợp với từng địa phương đơn vị. Qua việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trình độ mọi mặt cho cán bộ hội viên phụ nữ, chị em đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhoan, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đã đầu tư máy móc sản xuất bún phở khô bằng nguyên liệu sạch đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuổi còn trẻ nhưng chị Nhoan được mọi người trong làng biết đến là người phụ nữ năng động, dám nghĩ, dám làm. Trước đây, từ khâu vắt bột đến khâu sấy bún phở, gia đình chị hoàn toàn thực hiện thủ công. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng về chất lượng và số lượng. Đầu năm 2019, anh chị đã đầu tư hệ thống máy xay gạo, vắt bột tự động. Theo chị cho biết, trung bình một tháng gia đình sản xuất được trên 15 tấn thành phẩm. Yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chị chú trọng. Để có một sản phẩm an toàn thì ngay từ bước chọn lựa nguyên liệu đầu tiên là quan trọng nhất là chúng tôi luôn đảm bảo là chỉ chọn nguyên liệu gạo sạch có nguồn gốc rõ ràng. Và 100% là sản phẩm mì gạo sạch nhà chúng tôi là không có chất bảo quản, chất phụ gia và chất tẩy trắng . Làm hoàn toàn từ gạo trắng và nước trong . Tiếng lành đồn xa, sản phẩm bún phở khô của gia đình chị ngày càng được nhiều người biết đến. Các sản phẩm không chỉ cung cấp cho người dân tại địa phương mà còn cung cấp cho nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hòa Bình. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động. Đây là một cái nghị lực rất là kiên cường, tức là mà dám nghĩ, dám làm, mà dám đầu tư ra để mà làm thành được một cái mô hình lớn như thế này. Chị Nguyễn Thị Nhoan đã khởi nghiệp thành công trên chính nghề truyền thống cha ông để lại, làm giàu cho gia đình và quê hương. Vừa qua, chị đã là một trong 20 phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vinh danh là phụ nữ khởi nghiệp thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.